Vào hôm 28 tháng 3, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo về hồ sơ các quyền dân sự và chính trị của các quốc gia được kiểm tra trong khóa họp mới nhất, trong đó có Việt Nam. Trong bản báo cáo, cơ quan giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Việt Nam chấm dứt bắt bỏ tù các nhà hoạt động và các nhà báo vì họ chỉ trích các chính sách của nhà nước. Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã bày tỏ quan ngại đối với con số án tử hình cao và các vụ xử tử hình đối với các tội ít nghiêm trọng hơn được đưa ra trong các phiên tòa không đạt tiêu chuẩn công lý quốc tế. Hôm 11 và 12 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã có phiên họp kiểm điểm Việt Nam về việc tuân thủ các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, đánh dấu lần đầu tiên Hà Nội bị chất vấn bởi các chuyên viên độc lập về nhân quyền kể từ năm 2002. Mặc dù đã thực hiện những cải cách sâu rộng để chuyển sang một nền kinh tế định hướng thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận bị người dân chỉ trích. Trong buổi điều trần, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nói với Hội đồng các chuyên viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam đang nỗ lực để bảo vệ quyền con người trong quá trình phát triển quốc gia. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, bà Marcia Khanh, thành viên Hội đồng Nhân quyền cho biết có một sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc đàn áp chống lại các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Họ bị quấy rối, bị tấn công, họ bị biệt giam trước khi bị đưa ra tòa xét xử. Một số người đã nhận những bản án tù rất dài vì các cáo buộc dựa vào các điều khoản pháp lý mơ hồ. Và họ còn bị đối xử rất tồi tệ trong nhà tù. Các giới chức giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết một số các nhà hoạt động đã bị lưu đày sau một thời gian thụ án. Thí dụ như blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người có bút danh là Mẹ Nắm. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được thả vào tháng 10 năm ngoái sau khi bị lãnh bản án tù 10 năm và hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có nhà hoạt động nhân quyền luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị lưu đày sau khi bị lãnh bản án 15 năm tù. Hiện nay luật sư Đài đang tị nạn chính trị tại Đức. Hội đồng giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi đưa ra một lệnh cấm đối với việc sử dụng rộng rãi hình phạt tử hình ở Việt Nam, bao gồm cho các tội phạm liên quan đến ma túy và kinh tế. Hội đồng giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho rằng các tội này không đáp ứng các mức độ, các tội nghiêm trọng nhất theo luật quốc tế. Bản báo cáo bày tỏ quan ngại rằng luật pháp Việt Nam có những điều luật không tuân thủ với các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, đặc biệt là các quy định về các tội liên quan đến an ninh quốc gia, mà trong đó lại bao gồm các hoạt động hợp pháp, chẳng hạn như thực hiện quyền tự do ngôn luận. Bà Khanh cho biết, số lượng và danh tánh của những người bị kết án tử hình bị các nhà chức trách giữ bí mật. Điều đó có nghĩa là các nhà bất đồng chính kiến có thể bị nhắm mục tiêu và bị kết án tử hình mà không có xét xử đúng thủ tục tố tụng. Nhiều người khác đã bị chết trong tù. Theo các báo cáo công khai, trong năm 2018, có 85 người đã bị xử tử tại Việt Nam.